Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Thánh Sủi LTL. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Crimson and Cobalt nha các bạn. Thì ở tập trước các bạn đã thấy là mình đã giải quyết xong cái nhiệm vụ của hai con rồng rồi đúng không bạn? Thì bây giờ tiếp theo chúng ta phải vào đánh gym được rồi đó bạn. Thì ở đây mình sẽ có một thành viên mới đó là Zonteon. Thì làm sao các bạn biết là để bắt được Zonteon thì các bạn hãy quay về lại cái Secret Hollow ở cái tập trước á, tức là cái tập mình tham gia vô mà để chế cuốn EV trong cái hang động đó, thì con chùm cuốn nó còn Zonteon đúng không ạ? Ấy lúc đó thì con Zonteon không cho chúng ta bắt các bạn ơi. Thì mình linh cảm là có thể là mình quay lại lần thứ hai thì như thế nào. Thì mình nó quay lần hai thực sự là nó vẫn có xuất hiện con Zonteon đứng ở đó luôn nha các bạn, và nó cho chúng ta bắt đàng hoàng luôn đó. Tức là cái Secret Hollow đó là khi mà các bạn bước ở lần thứ hai các bạn sẽ bắt được Pokemon chủ trong đó nha. Rồi tương tự như vậy các bạn có thể vào cái hang động cái hang động để bắt con Sakmori cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào đánh gym của thành phố này. Gym thành phố này là hệ giác đấu nha các bạn. Đây, anh nói là mình sẽ hỏi cái about the puzzle của con gym này đã. Cái puzzle của con gym này nó yêu cầu chúng ta phải đạt được 120 điểm trong vòng 1 phút 20 giây nha các bạn. Thì chúng ta mới có thể mở cánh cổng thách đấu thằng gym leader. Ok. Không khó đâu bạn. Mình nắm hết cách chơi rồi. Không khó gì đâu. Đây, sau khi chúng ta bước qua cánh cửa này thì điều đầu tiên chúng ta trang bị đó chính là mở cái flat module như mình. Đó, mình đi xuống dưới đây nè bạn. Đó, mình sẽ nói chuyện với cái bánh này. Đây là cái túi cát đó bạn. Để cho đánh. Đó, đánh vô cái điểm trọng tâm sẽ cây càng nhiều thì chúng ta sẽ càng được nhiều điểm nha bạn. Cứ một lần đánh ra là được đánh 3 lần và nó sẽ tạm thời hồi không cho nó đánh nữa. Sau lần đánh tầm 3-4 cái sau những cái khác á nó sẽ hồi lại một lượt nữa cho nó đánh các bạn. Đó. Mình cứ canh thôi bạn, chả có gì đâu. Đó, đánh càng 4-5 điểm càng nhiều thì chúng ta sẽ càng đạt được cái chiến thắng càng cao nha các bạn. Thì như chúng ta phải đạt được 1 phút 20 giây là phải đạt được 120 điểm. Đó. Những cái pha đầu tiên á thì cái thanh nó chạy rất là chậm mà. Còn những pha thanh sau càng chạy càng nhanh nè. Đó, nếu mà cái hụt là chúng ta sẽ bị ít rất là ít điểm. Mình chịu hả bạn? Nhưng mà với quan điểm của mình thì không có gì là không thể bạn. Chúng ta canh thôi, chả có gì đâu bạn ơi. Bây giờ vẫn còn hai cái bao cát nè bạn. Bây giờ chúng ta vẫn còn 50 giây. Ok. Nhanh. Khi chúng ta nói chuyện với bao cát thì thời gian sẽ ngưng lại chúng ta đánh các bạn. Nè, chỗ này 9 điểm à, buồn quá. Mới được có 57 điểm trên 120 à, chưa được 150% nữa, quải thật. Sáng 7 điểm rồi bạn. Nó sẽ quay về đánh lại cái những cái đầu tiên nha. Chưa cho hồi đúng không? Nó quay về đánh cái đầu tiên. Ở đây thì chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái mon nào trong team mình đánh đều được nha bạn. Quan trọng là các bạn canh thôi à. Đó. Nên canh càng nhiều càng tốt. Được 5 điểm cái năm sau càng tốt bạn. 80 điểm rồi này. Còn 30 giây cuối cùng. Hai điểm mà bạn. Hero. Chậm lại 5 điểm rồi. Go. Hãy chết bà, tối nay chưa cho đánh. Điểm còn thiếu 3 điểm thôi. Chưa thắng rồi bạn. Yes, go. Đây, thành công. Mở cánh cửa rồi. Không cần sợ gì nữa hết các bạn. Vừa đủ kẹo à. Một giây cuối cùng bước qua được cái cổng của con Zimmer. Quần quải.
Đây, chúng ta sẽ đánh gym thôi. Thì chúng ta vẫn được cổ vũ hàng như bình thường các bạn. Khe thì nó cho chúng ta một cái max revive, nhưng mà nó không cổ vũ, tại vì nó không giỏi hơn việc cổ vũ bạn, nhưng mà cho chúng ta một cái max revive ok đấy. Để gym phải đấu thì các bạn đem phải tiên ra nha, là bụp nó các bạn. Nếu các bạn có thể bay thì các bạn bay hay bay, còn không các bạn lấy tiên bụp nó, hoặc hãy siêu lực cũng được nếu các bạn có một con siêu lực. Yeah, Inferno à, hãy lửa để đấu à. Đây, tăng gì đây, bước gì đây, bước attack à, ở bước dép nữa, trời quẩy thiệt. Tốc độ nhanh đấy. Wow, thật sự mới vô tốc độ khá nhanh đấy, khỉ đó. Chơi anh Cloud ngon. Anh xin cái anh Cloud Lucario à. Cái này tốc độ nó cao thôi chứ mình không có sợ với bạn. Hên, Atomic ngon. Mày Atomic rồi, con trai à. Extreme. Nhanh đấy. Tốc độ nhanh đấy. Phải hút máu nhiều vậy. Đúng là được tăng attack. Iron Hit. Yeah, Sanju học được Iron Hit rồi. Bỏ Meta Cloud đi. Haluchan à. Oh, Haluchan vẫn là hệ giác đấu nhưng có thể bay thì phải để chấn Teo anh nghe nghe. Thinh the fan. Không phải, nó đạp châu cực đó. Châu cực này. Bullshit. To đấy. Đây, cũng mày có mắt cái mắt revive hồi xuân Asumaru các bạn. Thật này chỉ có Asumaru gánh thôi. Con Haluchan này châu ấy. Chỉ có thể tiên đập nó rồi ok thôi. Chưa? Chỉ là tiên đập nó là nó đai các bạn. Mấy anh khác đập nó là không có xin nhê lắm đâu. Demon Top. Vĩnh biệt bạn luôn. Hay đấy. Cũng may dù sao là nó bị chém attack rồi. Bạn Hyper đi. Bạn Hyper cũng có ngày bạn die à. Hyper chưa lắm chưa 400 cá rồi đó. Nó hết chưa. Do mà nó bị giảm attack nên đam nó không dứt điểm được mình pha này. Win. Oh. The Gift Fly. Huy hiệu kỷ lục. Oh, nhận được 5 module rồi. Nghe kê. What the hell? What the? Gì đây?
phải. Hàng cửa này vô nó chơi trò gì đã đá cho bằng Ken cái một. Đá bằng Ken nâu con mắt luôn. Yeah. Leader Zian, hãy giúp chúng tôi. The Temple đã bị tấn công. Ồ, bọn Grimson, à, bọn Grimson nha. Bọn Grimson phá gói chùa nha. Ok, giờ cái lũ Grimson nó bắt đầu tới phá gói chùa rồi. Có việc để làm nữa bạn. Giờ chúng ta sẽ về hưu phát, rồi sau đó vô giải quyết sự cố cho con chùa thôi. Quy hiệu của kỷ luật đúng không? Quy hiệu gì gọi là quy hiệu kỷ luật? Mình nhớ là Deep Sin Lai á là kỷ luật. À, lộn. Đây. Haluchan à, quy hiệu hình chỉ là Haluchan. Quy hiệu kỷ luật các bạn, Deep Sin Lai. Đấy, bây giờ vào chỗ thôi. Heal lại cho Lucario à. Cái cổng dịch chuyển nó bị phá hoại các bạn. Thì chúng ta phải leo thang bộ thôi. Wow, giải dạ, ơi, cái này là cái trò nhảy nhảy trong tòa tháp cháy Ho-Oh đúng không? Khá thích mấy cái trò giải đố như vậy đó bạn. Oh. Grimson này là bị Sinister đánh rồi các bạn. Đánh thắng rồi, nên ngã gục hết trơn tụi nó. Đẹp đấy. Đúng rồi. Mấy con này bị Sinister đánh thắng rồi bạn. Gì đây? Ô, được bắp quật. Đây, bắp quật đây các bạn. Đây chắc chắn luôn nè, đây là cái bắp quật cái chỗ nè, chở cái chỗ mà tên cái chiếc huy hiệu luôn nè. Đây nè. Distant Fly nè các bạn. Tại vì các bạn dịch nó không hẳn là cái ký tự này đâu các bạn, nó không phải ký tự này, không phải là bắp quật đâu các bạn. Đây là Unscramble for bắp quật. Tức là cái mật khẩu nó bị xáo trộn rồi các bạn. Nếu mà đọc chúng mình dịch á thì nhìn thấy những chữ cá này chúng ta sẽ dịch lại được luôn. Đó là chiếc huy hiệu Distant Fly các bạn. Đó. Nè, nó nói đây là một nè, nó nói nè. Đây là một cái câu hỏi quá dễ dàng. Tên của nó là tên một chiếc huy hiệu mà bạn mới đạt được đó chứ. Nó nói thẳng luôn mà. Đấy, Distant Fly. Đấy gửi chúng ta câu trả lời luôn rồi. Khó đâu bạn. Đây bắt buộc mình mới mở cái cửa này nữa bạn. Đấy, cái cửa này thì quá dễ dàng chúng ta thôi. Đấy. Listen line đúng không? Mình nhớ listen line đó. Đâu rồi, ủa sao mở cái cửa này đó? À. Nói chuyện với nó không được bạn, cho bạn tiến lên đụng cánh cửa lên nó tự động mở cho đến ra nhà mật khẩu. À ha. Đấy, listen line. Chúng ta. Mình nhớ là ok đúng rồi đó. Đó chứ. Tên một cánh cửa mà, tên chiếc huy hiệu mà. Khi bạn đạt được cái bắp quật thì sẽ có, nói chung là sẽ có gợi ý với bạn thôi, nhưng còn nó khá dễ nha.
sẽ đánh với Ken với trận đấu. Match up với Mr. Mime. Play Raw. Ow. Thua là giảm tốc độ thiệt chứ. Ôi giời ơi, nó gọi hội hả bạn ơi. Ở đây Ken ấy nói là nó sẽ cản trở tụi nó. Sẽ cầm chân tụi nó lại và mình sẽ đi tiếp lên lầu các bạn. Yeah, càng rối đó bạn, mình thấy hơi rối rồi đó. Đây đúng không? Ở đây là teleport gì đây? Oh, sai chiếc xem. Oh, Linkston, ok, Linkston, diễn đã tiến quá. Đâu. Linkstone rồi, tiến quá à. Đây rồi, Gabler. Tiến quá đi, Gabler. Golem, Aloha Golem. Oh yeah. Yes, go. Linkstone đầu tiên à, tiến quá hành à. Aloha Golem rồi. Yeah. Ngon bổ rẻ. Không ngờ như Linkstone được giấu trong này. Oh. À thì cái nhảy gì đây là thì nó đưa chúng ta về đây lại á. À, thằng để cục rồi. Smash try. Giờ sao xuống đây lấy cái bắp quật đây. À đây rồi, bắp quật đây rồi. REUTSPUICK. Mình sẽ nói đây là 85% pay power và 90% chính xác. Bạn biết chiêu này à? Vậy đây là tên một kỹ năng của Pokemon mà đây là quy hiệu giác đấu đúng không bạn? Đây là tiền giác đấu, chắc chắn thì skill này sẽ liên quan tới hệ giác đấu các bạn. Thì mình thấy ở đây là có chữ S, chữ K và chữ Y là mình liên đến bầu trời đó, Sky đúng không? Sky SKI nè. Đó là mình liên quan tới tuyệt chiêu của bầu trời đó. Mà tuyệt chiêu bầu trời mà có thể giác đấu á thì chỉ có hai tuyệt chiêu mà mình biết thôi bạn, đó chính là Skyrop và Sky Uppercut. Thì Skyrop á thì có chữ D mà trong bảng chữ cái của bắt buộc này không hề có chữ D các bạn. Vậy thì chưa còn lại chắc chắn là Sky Uppercut các bạn. Đó các bạn dịch lại đi nha. S I K ở Sky nè, chữ U B ra chữ Up nè. Đó, U B là chữ Up đúng không? Còn có thêm chữ B nữa nè, B U nữa nè. Đó, rồi C U T nữa nè, đó là ra chữ Kick nè. Đúng rồi, Sky Uppercut. Easy. Mà đoán được mật khẩu rồi các bạn. Person. Đây là mật khẩu đó chính là Sky Uppercut nha các bạn. Thành
từ. Sao đi đến đây? Oh my god. Snap rest. Nãy là có cái chỗ dẫn mình tới cánh cửa luôn, là như là ở đây, như là ở đây đúng không? Đúng rồi. Đây cho chắc là Sky Uppercut nha bạn. Đó, thì chiêu Sky Uppercut đã là một trời đấy chứ, biết ngay. Quả đá đó mà chúng ta mà đá hụt là chúng ta sẽ mất máu đó, mà tự đá vì chính mình chứ cũng hơi thồn đó bạn, nên mới có là tỷ lệ là 100, không phải 100% chính xác đâu bạn, nhưng mà nó là chiêu khá là đam, khá là to của chiêu hệ giải đấu rồi. Thì chiêu này chứ danh của con Lazy Ken thì ra có luôn. Đá đàn này dễ thôi. Lại gọi hội à. Rồi, Ken sẽ ở lại giữ chân tụi nó. Ở tầng này, Ken sẽ đứng lại giữ chân. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái vẹo gì thế này? Trời ơi, nó quặn hơn mình tưởng nữa. Cái what the heck. Oh my god. Cái quặn hoài gì thế này? Rat Ram Mat Revive ngon. Trời ơi, cái quằn quại gì thế này? Now to the backward. Này đi đến đây đúng không? Bị ốc. Quay từ 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 từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ơi già, nhảy nhầm là các bạn, bên này hết đường đi các bạn, nhảy nhầm bên này là thua nha. Để qua nhảy bên này các bạn. Không thằng CB này. À ha, thì ra đây. Để lấy đồ thôi. Raw Ram. Đập đá kiểu gì cũng có đồ ta. Put up thì chưa à, tăng đam của hệ giác đấu. Mình nhớ là lên đây, qua đây, lên đây, nhảy 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 nhảy. Qua đây qua đây qua đây qua đây nhảy lên qua đây. Đó, ok tới cửa. Bắt đi, mật khẩu lâu, what the fuck. Chưa lấy mật khẩu mà. Vậy thì chưa lấy mật khẩu nữa là nó đưa mình tới cửa luôn rồi. Đây mật khẩu đây. Oh. Đây là gì đây? Rio Biman Man. What the fuck. Oh ho. Tôi nhớ có một con Pokemon là đã bị đóng băng ở đường số 18. What the heck. Mình đi tới thường số 18 đéo đâu mà có con thường có Pokemon này. Thường số 18 đã tới đâu nhỉ? Thường số 17.
nói chung là cái con game này mình liên tưởng tới một cái có đó các bạn, đó là có một cái mon được đóng băng ở vùng núi băng. Đừng để cái đường số 18 nha, mình nghĩ là nó là cái con nó là bất chính, nó là con thầy đấu á, nó chính là cái con cua mà lớp đầu cấp 1 nó có hình nắm đấm á đó, sau khi tiến quá lên là có con cua màu trắng á đó là con đó đó bạn. Cái con đó hình như là Rap gì đó bạn, con tên là, để mình đọc là cái tên nó coi, mình không nhớ tên nó lắm, nhưng mà nó là cái tên là Rap. Đây đâu đọc đây nè, Rap C R A B đúng không, C R A B đó, chữ Rap là con cua. Rap ok bây giờ Rap on my ball đúng không, Rap on my ball đúng rồi, đây mình dịch được rồi bạn, đây mình tìm được rồi, Rap on my ball bạn, cái con cua mà con cua trắng mà cái hình tiến hóa từ cái con cua xanh có hình nắm đấm đó. Đây tên là Rap on my ball đó. Mày sai cú pháp rồi. Đây, chạy mới đúng nè. Đấy, quỷ cua mà nói. Đây, đây bây giờ tầng cao nhất rồi đó bạn. Bon. Đánh đi chứ bạn Hiền. Đây trong cái con cua này nó từng xuất hiện những con fan mắt mình từng chơi rồi đó, đặc biệt nhất là bản inbound các bạn. Cái con cua này xuất hiện ở trong cái thành phố, trước khi mình tới thành phố băng á, thì mình có đi ngang cái dãy núi băng á, thì các bạn thấy có một con cua được đóng băng ở trong đó. Thì sau khi mình làm cái nhiệm vụ mà giải cứu con sáu đuôi từ thằng cướp á, thì sau đó là cái con cua này nó thức tỉnh và nó bay vào đánh mình, rồi nó từng tăng aura đó. Các bạn nhớ không, các bạn có chơi mà có inbound thì tập trước mà mấy tập đầu inbound mình nó đi ngang đó, mình đã nói các bạn rồi đó, các bạn có thể lục lại video đó xem. Thì cái biểu tượng này nó cũng như một cái canon event, cái con game này nó lấy ý tưởng từ đó luôn các bạn, lấy ý tưởng từ cái sự kiện đó luôn, và cũng như một số cái format khác cũng có chi tiết này các bạn, cũng có chi tiết tương tự này, con cua bị đóng băng ở dãy núi băng. Mình không biết tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy, không biết ý tưởng của con cái những nhà phát hành á, con game phát hành fanpage hay là remake á, là để con cua lại bị đóng băng như thế này có cái ý nghĩa gì thì mình không biết, thực sự mình không biết đó. Nhưng mà cái chi tiết này là có nha các bạn, mình chơi 2-3 con rơm rồi và cũng như fanpage rồi, là chi tiết này hoàn toàn có và mình xác nhận các bạn có, và đặc biệt là các bạn hãy tìm dễ nhất là trong bản remake của Pokemon Inbound đó. Ồ, lại ra hỏi à. Xem ra là còn một mình đi các bạn. Đi lên đánh nó hả, chắc đánh lên chùm thôi. Chắc thằng chùm nó đang trên này các bạn. Mấy chỉ ra mấy thằng này bị đánh tay tua rồi. Chưa thấy ông chùm. What the. Không phải. Nó phá hủy bức tượng của Azeroth rồi. Con Poiron 2 này chắc chắn là bắt con ông chùm rồi. Đây rồi. Admin N. Vãi, Admin N. What the fuck. Hai cái N à. Má ơi, mình tưởng thằng N trong phần Black and White chứ. Xem ra thằng Admin N này chính là cái thằng áo đỏ ở giữa nè các bạn. Nó bây giờ nó bị tha sa hóa và tha đỏ rồi các bạn. Đây, nó bị sa đỏ các bạn ơi. Nó sa đỏ nên nó trở thành gì rồi, trở thành Team Crimson luôn rồi. Đây nó chính là đây, thằng này, thằng đó đó các bạn. Nó sa đỏ quá rồi.
phá hủy luôn bức tượng của Azeroth thiệt sự rồi. Nó thằng này nó tôn lúc đầu nó thực sự rất là tôn sùng Azeroth, nhưng sau những thảm họa dẫn đến ngôi làng á thì nó nói là Azeroth không hề tồn tại cũng như bảo vệ ngôi làng, nên nó thường nó bị tiêu cực các bạn, nó bị tiêu cực và nó dẫn đến nó sa đọa, dẫn đến nó đi vào cái team của Grimson này và phá hoại thần thánh các bạn. Câu chuyện buồn cho thanh niên bị sa đọa. Nó được chết nẹp pin rồi thì nó tính ra nó cũng mạnh, nó không có yếu đâu bạn, thực lực nó có mạnh nên nó được xếp hạng của admin là bình thường nha bạn. Theo slap đòn một đuôi, cái đòn này là đánh theo multi kill nè, má ơi đánh ra 5 lần luôn, đúng là admin. Quá hai con poison, phải hai poison nhiều thế. Đi nhiều để làm gì à? Nói vậy để tao viết cô một phát đi ha. Vậy, tao biết gì lại chúa. Trong phát có là chiêu kêu multi kêu luôn. Nè, không viết cái cô nè. Hết hyper tới max poison luôn. Mày nó giàu thật sự à. Ôi trời, ta tiền kêu đánh 2 tới 4 đến 5 lần không bạn ơi. Bullet shit có mà tiền kêu đánh multi kêu đây. Ai thiệt. Cắn dây đàn. Bóng đánh multi kêu à. Đây, Rolem. Tao đã tiến quá thành Rolem rồi. Giờ chắc. Chỉ sao rồi. Sao lấy hệ đá, đánh hệ đá gì? Mày hả bụi? Chị full lấy shit thì chị chưa xuống phun hạt giống đó bạn. Snorlax đúng không? Có cái môn phàm ăn này, phàm ăn này. Phạm ăn Polygon 2. Sai kích. CN thì cũng dễ thôi, nhưng mà nó gây khó chịu mình đầu game các bạn. Đánh năm cái con đánh multi kill nó mạnh quá, đánh lúc nào cũng 5 phát. Đại nói là thằng Red Phantom á, thực sự là bị đứng tối cao, đứng thần thánh và tôm sò, tôm sùng thế vậy luôn á. Thằng Red Phantom thực sự không hề tồn tại. Varian đã đánh bại hắn ta, đã đánh bại hắn ta và Eventus rồi. Nó láo, tất cả là sự nó láo. Người phụ nữ đó đang điều khiển những cái lời dối trá. Thằng này lại không tin tưởng vào cái những gì mà Champion nói. Nó tin tưởng là Red Phantom vẫn còn sống. In your space, in the room of Caesar. Nó một lần nó đi vào một cái tầng hầm có chứa bí mật. Bí mật của Red Phantom mới được đặt tới đây với
bông hoa Starlight rồi. Và bên trên có một cái quyển trục, một cái quyển trục cổ đại dẫn nơi mà dẫn đến cái hòn đảo tên là Ripstray Island, cái thế giới khác. Rồi nó đã đem cái quyển cái quyển trục đem về căn cứ. Chúng tôi gọi nó là nghi thức của Grimson. Ritual là nghi thức, nhưng mà nghi thức hiến tế đỏ thẫm mà. Nghi thức đỏ thẫm mà. Đó. Shut up. Thằng Ken xuất hiện và ném mình cái nón mà đi đào mỏ quăng hoặc nó. Nhận được cái gì nhỉ? một cái điện thoại của nó. Ồ, vải bơm. What the fuck bơm? Cái điện thoại đó là khi mà nó sẽ triệu hồi cái đám Fortress, cái đám này để nổ gây quả mù khi nó để trốn thoát khi nó thất bại. Thế ra ngôi chùa cần phải trùng tu lại mà. Đây, quest update thành công rồi. Và nó chưa có khỏe mà đó. Nó vẫn còn bị té xuống mày. Chúng ta sẽ nhanh chóng rồi sẽ khôi phục lại nó thôi. Crimson and Combine. À, action 1. 1000 đó hoa đỏ thẳm đã đến đây là kết thúc. Yes. Vậy là mình đã phá đảo xong con game action 1 Pokemon Crimson and Combine đây rồi. Vậy là cái đoạn after credit đúng không bạn? Để xem coi sau phần after credit này chúng ta có cái gì nha. Đúng như chúng ta dự đoán ha, ngay là đầu game khi đầu mình bắt đầu cái series này mình đã nói là đây chỉ là action 1 của con game thôi. Thì action 2 vẫn đang được nhà phát triển tiếp tục làm tiếp theo các bạn. Rồi hy vọng các bạn sẽ thích thú với cái action 1 này và đồng hành với tiếp theo với mình vào những trong tương lai với action 2, action 3 chẳng hạn, cái con game này nha. Ok. Vậy thì chúng ta xem xong phần after edit, xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nha các bạn. Xem có nhiệm vụ nhảy ra hay là chúng ta sẽ tạm thời đứng dừng ở đây và chúng ta sẽ đợi bản update tiếp theo. Lâu rồi chúng ta chưa bao giờ chơi con game mà chúng ta có thể còn after credit các bạn. Thường là after credit là mình đã tu mình bỏ không à. Nhưng mà con game này thì mình nghĩ là cần phải có after credit. Tại vì nó khá thú vị. Nó có quá nhiều giải đố, làm quá trời quặng.
Nếu đầu game các bạn không thích ứng được thì các bạn sẽ có bỏ cuộc giữa chừng với những cái trò giải đố này. Chúng ta cùng sẽ chờ đợi con siêu phẩm này ở Action 2, Action 3 nha. Chắc chắn là mình sẽ chơi hết con series này các bạn. Hiện tại là chờ trong tương lai thôi. Nhà phát triển cũng sẽ tiếp tục đang làm miệt mài mà, chứ không phải là ngồi chơi như chúng ta đâu các bạn. Đó chưa, mình biết ngay mà. Khi mà xem xong After Credits thì chúng ta sẽ có một cái đoạn tiếp theo mà. Nếu mà chúng ta tắt game lúc này là chúng ta sẽ phải chơi từ đầu đó. Để chúng ta chưa được sell. Ồ, chúng ta nhìn được quả trứng. Quả trứng của con gì đây? No. Nhìn được quả trứng nhưng quả trứng không biết dùng để làm gì. Quả trứng của con gì nhỉ? Không biết quả trứng này sẽ nở con gì nha các bạn. Nhưng nếu mà hãy giác đấu cho là có thể là sẽ cho chúng ta một con Lucario chăng. Có con đây Kemen ở Eratia Town nè. Đấy. Wet Revive available in Action 2. Mình không biết là con game này có mở chúng ta đi Action 2 tiếp hay không. Nhưng mà trước mắt thì để xem coi nhiệm vụ đã. Wet Locks. Pokemon y đó. Vãi, nó nói về giữ quả chứ Pokemon như giữ quả bơm hạt nhân. Vãi clean nè kia kia. Chào đây mình gặp con quả trứng coi. Oh, quả trứng này. Đây, từ từ. Mình sẽ lấy lại cái item đã. Đây mà nó có một cái hơi điện rồi thì không cần này nữa. Quả trứng này lạ hi. Quả trứng màu vàng à. Màu vàng xiên này đâu có nở con gì ta. Ok, mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn các bạn trong Action 2 của Pokemon Crimson and Command ở tương lai nha. Bye bye.